ngày 24 tháng 5, ngày đầu tiên của khóa huân tu 10 ngày tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Chư Tôn Đức, Hội đồng điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện cùng hơn 1.000 tăng ni sinh đã vân tập về giảng đường Minh Châu, cơ sở 2 học viện, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để lắng nghe pháp thoại của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, đại diện Hội đồng điều hành, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện dâng lời tác bạch. Thượng tọa thành kính tri ân sâu sắc đến Đức Pháp Chủ, Viện trưởng Học viện đã tạo duyên lành cho toàn thể giảng viên tăng ni sinh được lắng nghe pháp âm cao quý trong ngày đầu tiên diễn ra khóa huân tu. Thượng tọa tin tưởng những chỉ dẫn của Đại lão Hòa thượng sẽ làm tư lương chất liệu cho những ngày tịnh tu sắp tới. Ban pháp nhũ đến Chư Tôn Đức và hơn 1.000 tăng ni sinh hiện diện, Đức Pháp Chủ Viện trưởng Học viện cho biết khóa huân tu năm 2024 diễn ra trong bối cảnh Phật giáo cả nước vừa đón mừng ngày Đức Phật đản sinh Phật lịch 2568. Nhắc lại công hạnh của Chư Tôn tiền bối tổ sư, Đức Pháp Chủ cho biết công phu tu tập và cuộc đời hành đạo sáng ngời của chư liệt vị đi trước là tấm gương cho lớp hậu học kế thừa. Hòa thượng nhắn nhủ, để quá trình tu tập có kết quả, nghe được, hiểu được thì phải tinh chuyên tu học, miên mật thời khóa, nhất là trong mùa an cư này. Do đó, mỗi tăng ni sinh cần lưu tâm hạnh tịnh thân, tịnh khẩu, chánh niệm trong từng lời nói, việc làm. Khuyến tấn tu học đến hơn 1.000 tăng ni sinh, Đức Pháp Chủ cho rằng chỉ có thiền định mới đem lại những kết quả rốt ráo, giúp nhận ra các cốt yếu của đường tu. Từ đây, viên ngọc quý trong tâm sẽ ngày càng thêm sáng tỏ, soi lối chỉ đường cho mỗi bước hành vân. Trong bối cảnh thời đại mới, Đại lão Hòa thượng cho rằng mỗi người con Phật cần cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm, nhất là những ứng xử trên không gian mạng, nơi lan tỏa thông tin tốt đẹp, đồng thời cũng là nơi tiềm ẩn các bất hòa xung đột. Từ nhận thức này, mỗi người đệ tử Như Lai cần soi rọi lại chính mình, cần hành trì miên mật để thâm nhập kinh tạng, lấy giáo nghĩa của kinh tạng làm tôn chỉ cho đời tu của chính mình. Sau thời thuyết giảng tại giảng đường Minh Châu, Chư Tôn Đức thành viên hội đồng điều hành đã quang lâm đại diện tụng thời kinh khai hạ, mở đầu 10 ngày huân tu tập trung tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Khóa huân tu 10 ngày tại Học viện được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 24 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024. Thành phần tham dự khóa huân tu tập trung 10 ngày bao gồm Chư Tôn Đức Hội đồng điều hành, Ban chủ nhiệm các khoa, giảng viên là tăng ni, gồm cả cơ hữu và trợ giảng, cùng Chư Tăng Ni thuộc văn phòng Học viện. Khóa huân tu tập trung được Hòa thượng Viện trưởng chủ trương và duy trì nhiều năm qua. Đây là dịp sống chung tu học theo tinh thần lục hòa cộng trụ. Ngoài các sinh hoạt tu học an cư đặc thù, sẽ có các buổi thảo luận, trao đổi, chia sẻ về các vấn đề liên quan tới giáo dục và đào tạo của Học viện. Cũng trong dịp này, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Viện trưởng Tổng thư ký Học viện, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đã vân tập về đảnh lễ cúng dường trường hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2568. Đại lao ban chức sự trường hạ, Thượng tọa Thích Nhật Từ tán dương và tri ân công đức quý Phật tử trong đạo tràng và kính chúc quý Phật tử dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, trí tuệ phát sinh, bồ đề tăng trưởng, phước huệ song tu.